Review phim mới xin chào các bạn. Người đàn ông đang tu luyện dưới nước này tên là John, hoàng tử của một vương quốc. Vì theo luật lệ của đất nước này, người anh cả lên làm vua thì tất cả những hoàng tử còn lại phải bị đưa đi lưu đày 14 năm để không tranh giành vương vị. Chính vì thế sau khi người anh lên làm vua, John đã đưa em trai mình là Van Hel và cô vợ tên Teo Anat đến một khu rừng để ẩn cư. Sáng hôm nay, Teo Anat đang ngắm nhìn bình minh thì phát hiện trên trời mây đen ùn ùn kéo đến. Thì ra là một đoàn quân bóng ma đang muốn tấn công ba người. Nghe sự cảnh báo của chị dâu, Van Hel liền bắn một mũi tên xuống đất, tạo ra một kết giới bảo vệ cửa hang động. Đám linh hồn đụng vào nó đều bị thiêu rụi, không bước qua được. Lúc này John đang tu luyện ở dưới hồ cũng phát hiện động tĩnh. Anh liền lao vút lên trên mặt nước, đứng sừng sững như một vị thần giữa đội quân linh hồn. Sau khi bẻ cổ vạt lông xương xương vài cái bóng ma gọi là, John liền bật tốc hành chạy đến lấy bộ cung tên của mình. Anh bắn cung phải gọi là siêu đỉnh, một phát là một con ma đăng xuất. Chỉ thấy John kéo cung liên tục, bên này đám linh hồn cũng rụng như lá mùa thu. Tuy nhiên bọn cô hồn quá đông, John liền bị cả đám mù lại, kéo anh lên không trung. Không nao núng, John rút dao phay trong người ra, chém đông chém tây loạn xạ để thoát khỏi khống chế. Giết địch phải giết tướng trước, John phóng con dao về phía tên thủ lĩnh để đánh lạc hướng. Sau đó là lao tới ghim một mũi tên vào ngực của tên này, đưa hắn đi Tây Thiên lấy kinh luôn. Đại ca đã ngủm củ tỏi, đám cô hồn cũng dần dần biến mất vào hư không. Ở một diễn biến khác, người đàn ông này đang đánh đàn cho mấy tượng đá nghe. Tiếng đàn của anh ta lôi cuốn tới mức mà các bức tượng cũng phải sống dậy để đồng thanh. Người này tên là Tulen, vua của vương quốc Lanka. Đang ca hát thiệt ngon thì em gái của Tulen đến, mắt anh trai là mình bị thằng kia bán tét lỗ mũi rồi. Thì ra mấy ngày trước, cô em gái vì say đắm anh John nên đã tỏ tình, không ngờ gặp chúng thanh niên cứng. John nói hồng bé ơi, anh có vợ rồi. Máu ghen nổi lên, cô em gái liền đi đến muốn giết chết Teo Anat. Kết quả là bị Van Hel bắn cho một mũi tên tét lỗ mũi. Quá cay rái, cô chạy về bếp với anh trai, nói rằng người đẹp như Teo Anat chỉ xứng đáng làm vợ của anh mà thôi. Tulen nghe vậy thì phái phái, chảy nước miếng, liền có ý định đi cướp vợ người ta. Nói một chút về Tulen, tên này là một chiến binh thật sự, từng được một vị thần ban cho sức mạnh bất tử trước tất cả những mối nguy hiểm, ngoại trừ đòn tấn công của con người. Bên này John và Teo Anat đang hẹn hò trên một dòng sông đầy thơ mộng, nhìn thấy một con nai vàng ngơ ngác ở trong rừng, Teo Anat muốn John hãy bắt nó cho mình. Ok em yêu, chỉ cần em nói thích là được. John liền phóng như bay vào rừng, đuổi theo con nai vàng. Anh thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, trèo cây, băng rừng vượt suối vô cùng đẹp mắt. Khi đuổi đến một cánh đồng cỏ, bất ngờ con nai lại phát ra tiếng gọi to Van Hel. Lúc này Van Hel và Teo Anat đang ở hang động, nghe tiếng kêu, nghĩ là anh trai gặp chuyện nên Van Hel đã bắn kết giới để bảo vệ chị dâu, còn mình chạy đến chỗ anh trai. Ở trong rừng, John lúc này cũng đã hạ sát được con nai, không ngờ đây lại là con người biến thành. Đúng lúc Van Hel cũng chạy đến, biết đã bị ăn một cú lừa nên cả hai nhanh chóng quay về. Ở hang động, Tulen đã đóng giả thành một người hành khất để tiếp cận Teo Anat, nhưng vì có kết giới nên hắn không vào được. Thấy vậy Tulen liền mồm mép, dụ Teo Anat bước ra ngoài kết giới. Vì lòng thương người, cô gái cũng bước ra bố thí đồ ăn. Ngay lập tức người đẹp đã bị mấy cái rễ cây khống chế. Bây giờ Tulen mới hiện nguyên hình, biến thành một chiến binh to cao, vạm vỡ. Sau đó hắn gọi một con rơi khổng lồ đến, đưa Teo Anat rời đi. Phát hiện sự việc, hai anh em của John cũng lập tức đuổi theo, còn trông một con đại bàng khổng lồ bay theo để giải cứu cho Teo Anat. Cứ thế hai con vật khổng lồ chơi đuổi bắt trên bầu trời, nhìn mãn nhãn vô cùng. Đuổi được một lúc thì đại bàng cũng sắp chạm vào được Teo Anat. Thấy vậy Tulen liền nắm lấy chân con chim, dùng sức mạnh của mình ném nó vào vách núi. Nhanh chóng đại bàng cũng khôi phục trở lại và tiếp tục đuổi theo. Nhưng chưa chạm được vào Teo Anat thì Tulen điều khiển một đám rơi con bu vào tập kích. Thừa thắng xông lên, Tulen liền quay đầu lại, biến ra một thanh đao lao đến chém rụng cánh của đại bàng khổng lồ. Con chim cứ thế rơi tự do xuống dưới mủm củ tỏi. Còn Tulen thì ung dung đưa Teo Anat rời đi trước ánh mắt bất lực của John và Van Hel. Lúc này Teo Anat cũng bất đứt sợi chuỗi ngọc trai trên cổ ném xuống dưới, hy vọng có thể lại manh mối cho chồng đến cứu. Dưới khu rừng, một con khỉ con đã lấy được viên ngọc trai, liền đem đến báo cáo với vua khỉ. Ở gần đó, có một người đàn ông lực lưỡng, lưỡng người nữa khỉ thấy được viên ngọc thì tỏ vẻ đăm chiêu. Cùng lúc này, hai anh em nhà John cũng đang tìm cách để cứu Teo Anat về. Bất ngờ ở phía xa có một bà lão đi đến, trên tay cầm một vài trái táo đã bị cắn dở. Bà ta nói mình đã thử trước để lựa những cái táo ngọt nhất và muốn John hãy ăn nó. Không ngần ngại, hoàng tử liền làm theo. Đột nhiên bà lão trở nên vô cùng xúc động. Bà nói mình đã tìm đúng người rồi, một vị vua tốt là người có thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nói xong bà lão bước vào đống lửa, toàn thân bà ta bốc cháy rực rỡ, sau đó là hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô gái nói John hãy đi đến khu rừng đối diện để gặp vua khỉ, người này có thể giúp anh hoàn thành sứ mệnh. Bên phía Tulen, sau khi đưa Teo Anat về cung, tên này đã giam lòng cô ở một vườn đào xinh đẹp, muốn từ từ chiếm lấy trái tim của người đẹp. Tuy vậy nhưng mặt cho Tulen thả thính, Teo Anat nói trong lòng mình chỉ có một người là John mà thôi, và chắc chắn anh ấy sẽ đến đây để cứu cô về. Quay lại với John, anh đang đi đến khu rừng đối diện để tìm vua khỉ. Lúc này thanh niên người khỉ cũng chờ sẵn ở đây. Anh ta nói mình ở đây là để chờ đợi John,
để có thể giúp sức cho một vị chúa tể vĩ đại. Sau đó người khỉ đưa John đến gặp vua khỉ, biết được hết sự việc, vua khỉ liền sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên bây giờ quân đội của vua khỉ đã bị người anh trai xảo quyệt của mình chiếm mất, vì thế vua khỉ cần nhờ đến sự giúp đỡ của John để lấy lại quyền lực. Sáng hôm sau, dưới sự bảo kê của John, vua khỉ đã đến khiêu chiến anh trai của mình. Hai bên solo vô cùng đẹp mắt dưới sự chứng kiến của tất cả tộc khỉ. Lúc đầu thì có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng khi đánh được một lúc thì khỉ em có phần lép vế, bị ăn hành đến thối cả mồm. John và mọi người đứng bên trên quan sát đều vô cùng lo lắng. Lúc này khỉ anh lại chơi xấu, lấy vũ khí tấn công, đánh không lại, khỉ em liền bị anh trai ném sập cả một ngọn núi, làm những con khỉ ở bên trong rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ngay lập tức, khỉ em liền dùng hết sức để đỡ quả núi, tạo thời gian cho đám khỉ chạy ra ngoài. Mặc dù bị khỉ anh đánh tới tấp, nhưng khỉ em vẫn không buông tay. Một vị vua thật sự không phải chỉ mạnh là đủ, còn phải có lòng yêu thương bá tánh như con. Trong lúc khỉ anh đang ra đòn kết liễu thì John đã ra tay, dùng cung bắn chết tên này. Trải qua chuyện vừa rồi, khỉ em đã trở thành vua của tộc khỉ, được con dân vô cùng ủng hộ. Cùng lúc này, Tulen đang ngồi ăn nhậu với cậu con trai Taza và xem hai cận vệ số 1 của mình đấu võ. Flash sở hữu tốc độ nhanh như tia chớp, còn Tozo thì sức mạnh rời non lấp biển. Đây chính là hai cánh tay đắc lực của Tulen. Taza là con trai của Tulen, là hoàng tử của vương quốc Lanka. Tuy vậy nhưng anh là một người lương thiện, không tán thành cách làm việc của cha mình. Taza khuyên Tulen là hãy thả Tao Anas ra, nếu không sẽ mang họa diệt vong đến cho vương quốc. Nhưng với sức mạnh của mình, Tulen căn bản không nghe lời con trai. Thằng nào tới thì tao xúc thằng đó. Tao có tới 10 cái đầu mà sợ đách gì bố con thằng nào. Sáng hôm nay, gấu cùng người khi được John giao cho nhiệm vụ đến báo cho Tao Anas về kế hoạch tấn công. Vương quốc Lanka nằm ở giữa đại dương nên gấu và đám khỉ không thể nào đi qua được. Lúc này thanh niên người khỉ liền bộc phát sức mạnh hóa thành khổng lồ, sau đó là bay trên mặt nước cứ như là siêu nhân vậy. Chẳng mấy chốc người khỉ đã gặp được Tao Anas, biết được tin John sẽ đến cứu mình, người đẹp vô cùng vui mừng. Người khỉ chưa kịp rời đi thì một đám lính đã xuất hiện. Với sức mạnh siêu nhiên của mình, nhanh chóng tên đầu tiên đã bị anh khỉ dễ dàng chế ngự. Nhưng lúc này Flash đã xuất hiện, hắn ta ném một tấm lưới đến bắt luôn anh khỉ. Bọn này đưa anh khỉ đến gặp Tulen để xử lý. Vì trong chiến tranh, nguyên tắc là không thể giết sứ giả nên Tulen ra lệnh cho đốt trái đuôi của anh khỉ để giằng mặt. Tên này không ngờ rằng việc làm này lại gây hại cho chính bản thân hắn. Với cái đuôi cháy, anh khỉ bắt đầu bay vào trong kho đạn của Tulen đốt phá. Anh khỉ bay đến đâu, lửa rực cháy lên tới đó. Cả một kho vũ khí đã bị hư hỏng hoàn toàn. Xong việc, anh khỉ đến chỗ Tao Anas, muốn đưa nàng đi. Nhưng người đẹp nói Tulen đã bắt mình trước nhà của John, thì John sẽ đến tận nhà của tên này để đón cô về. Đây chính là danh dự của một vị vua nên cô sẽ không bỏ trốn. Lúc này John và đội quân khỉ cũng đến bờ biển. Vua khỉ ra lệnh cho con dân của mình tìm đá để làm cầu đi đến vương quốc Lanka. John biết rằng nếu dùng hết đá trên trần gian cũng không thể lấp đầy được biển cả. Vì thế anh đã đến để cầu xin thần biển mở đường cho mình. Lúc đầu thần biển không đồng ý, còn tát nước vào mặt John. Nói nhẹ không nghe, John liền rút cung tà ma ra, khu sức mạnh của thiên địa. Nói với thần biển rằng nếu chú không mở đường thì anh xiêng cả họ nhà chú để nấm ngụi. Thần biển nghe thế thì rén, liền hiện nguyên hình. Ông nói quy luật của đại dương là không thể để ai đi xuyên qua biển cả. Nhưng thần biển sẽ giúp John làm cho những hòn đá mà anh thả xuống biển không bị chìm. Nhanh chóng đám khỉ liền tập trung lực lượng tìm đá ném xuống biển. Chỉ trong một ngày, cây cầu đá dẫn đến vương quốc Lanka đã được hình thành. Đêm hôm đó, Taza bất ngờ đến gặp John. Anh nói mình không đồng ý với cách làm của cha mình, nên sẽ đứng về phe của John. Với điều kiện là sau khi chiến thắng, John không được làm hại đến con dân của nước Lanka. Đây cũng là suy nghĩ của John nên anh nhanh chóng đồng ý. Anh nói sau khi đánh bại Tulen, anh sẽ để cho Taza làm vua của nước Lanka. Sáng hôm sau, John lãnh đạo đội quân của mình đi trên cầu đá, tiến về phía vương quốc Lanka. Lúc này Tulen đang cho rơi của mình ăn sáng, biết được tin thì cũng ngay lập tức dẫn binh ra nghênh chiến. Nhanh chóng hai đội quân thiên binh vạn mã đã đối đầu với nhau, tình thế căng thẳng vô cùng. Bất ngờ lúc này Tulen lại cho thả Tao Anas ra làm mọi người không hiểu kiểu gì. Nhưng khi hai vợ chồng sắp đoàn tụ thì Flash bất ngờ đến, chém đứt cổ Tao Anas. Trong lúc John còn đang đau lòng thì Tao Anas bất ngờ biến thành một thằng khứa đầu chọc. Thì ra đây là kế hoạch của Tulen để trêu chọc John mà thôi. Quá cay giái, hoàng tử liền ra lệnh cho tổng tấn công, cả đám quân hùng dũng lao lên, khí thế ngất trời. Tuy vậy nhưng hai bên chưa kịp giao chiến thì Flash đã bật ulti, dùng tốc độ tia chớp của mình chạy vòng tròn xung quanh đám người của John. Tốc độ của tên này quá khủng khiếp, từng người của John cứ thế bị hạ gục mà không kịp phản kháng. Sau khi né được mũi tên và hạ Van Hell, Flash tiếp tục chuyển mục tiêu qua John. Nhưng nãy giờ vị hoàng tử cũng đã cảm nhận được nhịp di chuyển của hắn, liền tung một chiêu đánh ngã tên này. Không chịu thua, Flash quay lại ném ám khí rắn độc. Bất ngờ Van Hell lại đứng ra đỡ đòn cho anh trai. Flash lên giọng nói là Van Hell đã ngủ. Nếu John không muốn người của mình cũng có kết cục như vậy thì từ giờ đến sáng mai hãy rút quân khỏi Lanka. Trở về doanh trại, mọi người đang vô cùng đau lòng vì cái chết của Van Hell. Lúc này vợ của Taza nói rằng Van Hell vẫn chưa chết. Nọc độc của con rắn này có một loại thảo dược có thể chữa được, nhưng nó ở trên một ngọn núi rất xa nơi này. Nếu đi bộ thì sẽ không kịp.
Nghe vậy John liền giao cho anh Thỉ bay đến tìm loại thảo dược này về. Với tốc độ xé gió, nhanh chóng anh Thỉ cũng bay đến nơi. Nhưng anh không biết hình dáng của loại thảo dược này như thế nào cả. Thôi thì đem luôn quả núi về để từ từ lựa chọn. Có được thảo dược, mọi người bắt đầu cần lực bào chế thuốc giải. Cuối cùng Van Hel cũng đã được cứu sống. Rạng sáng ngày hôm sau, đội quân khỉ của John bắt đầu tấn công vào vương quốc Lan Ca. Đám khỉ đông như quân nguyên, chạy rền vang cả đất trời. Bên phía Lan Ca cũng nhanh chóng điều quân phòng thủ, bắn những quả cầu lửa về phía đám khỉ. Uy lực của những quả cầu này rất kinh khủng, biến rất nhiều chú khỉ thành món khỉ nướng. Nhưng đội quân của vua khỉ quá đông, chết như vậy chỉ như là cây me rụng lá mà thôi. Nhanh chóng đám khỉ đã tiếp cận được với tường thành, bắt đầu trèo vào bên trong. Thấy thế tên tướng quân liền cho khởi động máy chém chạy dọc trên tường thành. Đội quân của vua khỉ mới trèo lên được nửa đường thì đều bị chém rụng. Lúc này anh khỉ chở John bay đến, với tài bắn cung siêu đỉnh của mình, từng cái máy chém đã bị John bắn hạ. Nhờ thế đám khỉ đã tấn công vào được trong thành, giáp lá cả cận chiến với đội quân của Lan Ca. Quân đội của Tulen ai nấy đều to cao như là quái vật, tuy vậy nhưng đám khỉ của John quá đông, hai đánh một không què cũng chột, nhanh chóng đội quân khỉ đã chiếm thế thượng phong. John lúc này cũng nhảy lên tường thành để tham gia trận chiến. Anh xông xáo giữa lòng địch, hết đấm đá rồi tới bắn cung, cứ một mũi tên là một tên địch phải bay màu. Hơn nữa tốc độ bắn cung còn vô cùng kinh điển. Sau khi hạ vài chục tên lính, John bay người đẹp mắt bắn chớt luôn tên tướng quân. Vua khỉ cũng dùng sức mạnh để mở cổng thành cho đội quân của mình ập vào. Cùng lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Taza, Van Hel đang dẫn một đội quân đi ám sát Flash. Tên này tuy rất là nhanh, nhưng khi ở dưới nước thì năng lực này coi như phế vật. Biết vậy Van Hel liền giả vờ trúng chiêu để rớt xuống hồ, sau đó là bất ngờ ngoi lên kéo luôn Flash xuống dưới. Kỹ năng bị phế nên Flash liền bị yếu thế. Sau một lúc giao cấu, tên này đã bị Van Hel xiêm chết luôn dưới hồ nước. Ở bên chiến trường, đội quân khỉ đang tiến vào cổng thành thì bất ngờ bị đánh văng ra. Thấy vậy anh khỉ liền đi vào trong xem thử, thì ra là đòn tấn công của tên Tozo. Nhanh chóng hai người khổng lồ liền lao vào chiến đấu. Tên Tozo này sức mạnh kinh người, có thể dừng cả trái đất đang xoay lại. Vì thế anh khỉ không phải là đối thủ. Giao thủ thêm vài chiêu, anh khỉ liền bị đánh văng ra bên ngoài. Lúc hắn đang định ra đòn kết liễu thì John ở phía sau đã xuất chiêu, bắn xuyên tay tên này. Sau đó là thêm vài mũi tên nữa gọi là, cứ thế đầu vào Tozo đã bị hạ gục. Bây giờ trên chiến trường chỉ còn lại lính lác nên nhanh chóng đội quân của John đã tiến vào được bên trong thành. Tất cả ai cũng anh dũng thiện chiến, sức mạnh thì vô cùng bá đạo, càng quét hết đội hình của đối phương. Khi thế trận sắp được an bài thì Tulen mới xuất hiện, hắn điều khiển bầy rơi con ra tấn công đội quân khỉ. Vì đám rơi quá đông nên đội quân khỉ bị bón hành cho thối mùng, nhanh chóng tình thế đã đảo chiều. Lúc này con rơi chúa cũng xuất hiện, thấy vậy anh khỉ liền bay theo nó. Anh vô cùng mạnh mẽ túm lấy đôi con rơi nhắm mạnh xuống dưới, cuối cùng là tung một chùy đầy uy lực, đưa nó về đoàn tụ với ông bà. Dưới chiến trường, Tulen cũng đã bay đến bên John. Đối diện với một con quỷ cao to nhưng vị hoàng tử vẫn không sợ hãi. Cuộc chiến giành gái chính thức bắt đầu. Tulen biến ra hai cây đinh ba, thu thập sấm sét ở trên trời càng quét hết chiến trường. John cũng nhanh tay tấn công, ghim vài mũi tên vào Tulen nhưng vẫn không ăn thua. Thấy vậy vua khỉ và Van Hel lao vào giúp sức nhưng đều bị Tulen một chiều đánh gục. Sau đó hắn tiếp tục dùng sét để tấn công John. Hoàng tử nhanh chóng dùng cây cung để đỡ đòn. Chửi nhau một hồi cũng mệt, hai bên tiếp tục lao vào tác động vật lý. Tên Tulen pháp thuật quá cao siêu, biến ra đủ loại vũ khí khác nhau để tấn công, làm John cũng không biết đường nào mà lần. Đã vậy mà cứ bắn xuyên đầu thì một cái đầu khác lại mọc ra, cứ thế John bị đánh cho má nhận không ra. Đúng lúc hắn định ra đòn kết liễu thì anh khỉ đã bay đến chở John lao lên trên không. Trên trời lúc này xuất hiện dị tượng, bên dưới Tulen cũng hóa thành khổng lồ, 10 cái đầu của la sát quỷ bây giờ cũng hiện ra rõ ràng, sức mạnh sấm sét bộc phát vô cùng bá đạo. John đứng trên lưng của anh khỉ, sắc mặt vô cùng uy nghiêm, anh bắt đầu dương cung, hút sức mạnh của thiên địa, bắn ra một mũi tên thần sầu xương bụng của Tulen, một ngọn lửa công lý bùng cháy dữ dội, tên này cứ thế mà đang xuất khỏi vũ trụ. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Dao Anat lúc này cũng chạy đến nơi, hai vợ chồng hạnh phúc ôm lấy nhau, đoàn tụ trong nước mắt, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Các bạn thấy sao về bộ phim này, hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.